Hello, xin chào một triệu anh em quay trở lại với kênh của Tiến Mạnh TV nha. Rồi, video hôm nay mình sẽ tiếp tục sinh tồn. Mọi người nha. Anh em xem video cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh ủng hộ kênh Tiến Mạnh TV nha. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ kênh của mình. Mọi người nhớ xem hết video để ủng hộ mình nha. Rồi, ok, bây giờ bữa nay mình sẽ mình đến đảo ở đây, đảo Thế Kỷ mọi người nhá. Mình bắn không hay, mọi người đừng có ném đá mình nhá mọi người nhá. Rồi, cảm ơn anh em. Mình cũng đang tập bắn, cố gắng tập bắn rất nhiều để cho nó cải thiện cái tay súng của mình mà. Ok, mình thích chỗ nghèo nghèo như thế này. Trước tiên là mình xuống, mình đáp xuống, mình phải kiếm cái súng trước. Nhiều khi vừa xuống chưa bay tới là chết rồi. Ok, mình sẽ đi kiếm cái ngắm, cái đúc xem có không, ở đây mới có nữa. Rồi ok, mình sẽ có cái súng nào mình sẽ sử dụng cái súng đó mọi người nha. Mình sẽ kiếm thật là nhiều máu. Nó hơi lác lác đúng không mọi người? Ok, mình sẽ ăn con nấm này. Ok, mình sẽ đi kiếm đi kiếm đồ đã, để trang bị cho đầy đủ mọi người nhé. Không có rồi. Mình sẽ chạy vòng vòng ở đây một chút xíu nữa. Mọi người ơi, mọi người xem hết video ủng hộ mình nhé. Có không đây? Không có luôn. Ây dô, đau quá. Cực máu rồi. Không có luôn. Ok, được cái non bảo hiểm. Có cái con ngắm này mọi người. Sẽ sử dụng cái này đã tạm nha. À đốc chắc không có rồi. Ấy da. Cha ngắm này cũng cùi cùi phết đấy. Bắn nó không đi sát mấy mọi người. Cùi quá cùi quá. Bot 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 bot. Đâu đâu? À bên kia kìa. Ý, 46 máu. 53. Ý, trời trời trời. Bắn 2-3 cái mà không chết. À, bên kia đang bắn nhau kìa. Ý. Chơi sau lưng tao mày. Chơi hả, chơi hả, chơi hả. Vô đầu này con. Hên quá, còn 170 máu nữa. Mày
Trời ơi, súng bắn không có chính xác. Bắn đạn đi đâu vậy trời? Trời ơi. Chết không, cũng phải chết thôi. Anh em ơi, cho xin một like nha mọi người ơi. Mọi người ơi, cho xin mình một like mọi người ơi. Mình sẽ cố gắng, mình sẽ đạt top 1 ở trong cái video này nha mọi người nhá. Hiện tại mình đang là vòng 3. Nếu mình đặt top 1 mình sẽ lên vàng 4. Ý, có lý, có lý. Vàng 4 thử thách sinh tồn ha. Ok anh em. Bông keo. Mình không biết đập bằng keo. Có gì đâu, không có gì hết. Đâu hết rồi, đâu hết rồi. Mấy con lợn đâu hết rồi. Có đây ăn miếng coi. Có con lợn. Ý, 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 sao đứng đó vậy? Chết con này cưng. Đã tiêu hết một con lợn rồi. Đã hủy. Mình đã tiêu diệt nó. Ok, mình sẽ chạy tiếp đây. Ôi sao mày nói nhiều vậy trời. Nói nhiều có hay đâu. Xem có gì không đây. Ý không có. Ý trên này có người nè. Ý cái xe màu đỏ, tại sao nó hình như là nó treo lên, nó treo lơ lửng lên kìa. Hay có vậy. Có người, có người, có người kìa, có người kìa. Nó kìa, nó kìa, nó kìa, nó kìa. Từ từ. Ý, ý, người, người, người. Ý, ý. Mày chết, mày chết, mày chết, mày chết, mày. Trời ơi, súng bắn gì đâu, không trúng gì trơn vậy. Trời ơi, cú súng cùi mía luôn trời. Trời ơi là trời. Để mình lượm xuôi coi. Bỏ cái xác ở đây. Không có gì. À có người, có người. Ở bên kia có 3 người đang bắn nhau kìa. Ép, ép, ép. Thấy rồi, thấy rồi. Mình thấy nó rồi. Kia kìa. Mày bưởi. Mày hả bưởi. Có khi nào mình chui dưới gầm xe mày nó bắn cái xe nổ mình chết không ta? Chắc có đó. Thôi xuống, 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 xuống. Ý nó kìa, nó kìa. Ây 1747. Để mình chạy qua đây. Khử cái anh nó coi. Ấy đâu rồi? Đừng nói nó chết rồi nha. Ây da, bo tới rồi. Kệ nó. Bo tới thì mình bơm máu. À có người, có người kìa. Chết không mày. Hay quá. 7 mạng rồi mọi người ơi. Được 7 con lợn rồi. Ok. À có người, có người. À ăn nấm coi. Rồi bỏ đi. Bò tới rồi kìa.
bao tới đít rồi mày chưa chạy nữa. Kệ nó, để mình qua cái thính kia để xem có gì không nha. Ai biết kịp không đây? Ai ai à, được. Ồ, chạy bo thôi. Cái này chắc bơi cho chắc. Bơi thôi anh em ơi. Chạy qua cái cầu kia không nổi. Còn 9 em nữa. Ok, đã vô bo. Ây da, trong kia đang bắn nhau kìa. Ok, mình sẽ đứng ở đây. Ây, ây da, ây da, ây da, 8 em rồi. Cấp 1 gần tới mọi người ơi. Ây da, từ từ thôi, cứ từ từ mà bắn, không phải gấp. Ây da, trời ơi hết đạn. Ây da, ây da, mày bưởi top 1 không rồi. Ây da, top 1 gần tới nơi rồi. Còn em ở đâu rồi ta? Đâu rồi? Em ơi, lòi ra cái coi. Ấy, nó kia kìa. Sao đứng không vậy? Chạy hả? Yeah, top 1 rồi anh em ơi. Anh em xem video cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh ủng hộ đến mình thế nha. Rồi, hẹn anh em video một video sau nha. Tại hôm qua mình không làm video được. Anh em ơi, xem hết video ủng hộ mình nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Mình video này hạ được 11 em. Rồi, bye bye anh em.